Hy hữu anh shipper đang giao hàng thì gặp khách bị điện giật nguy kịch. Mới đây, một sự việc hy hữu đã được anh shipper quay lại và đăng tải lên mạng xã hội kèm dòng caption "Đi giao hàng mà khách thế này sao giao đây?" đã thu hút được đông đảo sự chú ý. Được biết chàng trai có gọi khách nhận hàng nhưng không thấy nghe máy, chạy đến số nhà thì người này mới tá hỏa khi chính chủ đơn hàng đang gặp nạn. Cụ thể, người đàn ông lớn tuổi không may bị điện giật ở ngay trước hiên nhà. Lúc này gia đình đã hô hoáng nhau tìm cách sơ cứu bằng việc cho ông chú nằm yên tại chỗ rồi dội nước lạnh vào người. Được biết sau đó nạn nhân đã được sơ cứu thành công và dần dần qua cơn nguy kịch. Trong khi đó, nam shipper chứng kiến cảnh tượng này chỉ biết đứng nhìn và cầu mong cho gia chủ bình an, chứ không còn tâm trí nào để gọi khách nhận hàng nữa. Câu chuyện hy hữu nghề shipper của anh chàng sau khi đăng tải đã nhận về hàng triệu lượt tương tác. Nhiều người cho rằng ông chú trong đoạn clip đã rất may mắn khi được sơ cứu đúng cách, bởi không phải ai cũng may mắn thoát nạn khi rơi vào tình cảnh này. Một vài bình luận đáng chú ý mà cộng đồng mạng đã để lại bên dưới video. Trước người nhà mình cũng bị điện giật, phát hiện ra liền lấy bùn đắp lên người và chờ ở yên đấy, tầm một tiếng sau may mắn tỉnh lại luôn. Nhìn ông chú thương quá, mong chú mau khỏe lại ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé.